Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo. Thì hôm nay ở video này chúng ta sẽ đi vào nội dung kế tiếp là các kênh marketing và bán hàng trên Zalo. Vậy Zalo có những nền tảng nào hỗ trợ giúp cho các bạn làm marketing, quảng cáo và bán hàng? Chúng ta tiếp nội dung sau đây. Ở đây mình đang đưa ra các kênh mà Zalo đang có thời giúp chúng ta làm marketing, quảng cáo, bán hàng, chăm sóc khách hàng, vân vân và vân vân. Thì ở đây mình đang đưa ra bốn nền tảng. Thứ nhất là Zalo app. Thì Zalo app mọi người sẽ có gì? Đó chính là cái profile cá nhân. Thì khái niệm mà bán hàng qua trang cá nhân, bán hàng qua profile, nó đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Và cái hình thức này đã được áp dụng rất là nhiều ở trên Facebook, ở trên Instagram. Mọi người sử dụng chính cái nick Facebook, nick Instagram của mình để kinh doanh, để bán hàng cho tập khách hàng là bạn bè của mình, đúng không? Tiếp theo là một cái nền tảng, nó như lúc nãy mình có giới thiệu ở trên, đó là Zalo OA. Thì nó giống như là cái fanpage của Facebook. Ngày xưa thì Zalo gọi là Zalo Pay, bây giờ gọi là Zalo Official Account. Thì trong Zalo Official Account nó sẽ giúp các bạn quản lý được khách hàng, quản lý nội dung bài viết, quản lý thông tin, quản lý về lượt truy cập, trả lời tự động. Và nó có một tính năng rất là đặc biệt, đó chính là gửi broadcast. Nó giống như là các bạn sử dụng chatbot ở bên Facebook vậy đó. Thì các bạn sử dụng chatbot bên Facebook để lưu trữ thông tin khách hàng, đúng không? Để gửi lời chào, đúng không? Để chạy cái chiến dịch remarketing, đúng không? Để chăm sóc, để xây dựng những kịch bản quy trình bán hàng, đúng không? Thì broadcast của Zalo nó cũng cho phép bạn gửi tin nhắn hàng loạt đến khách hàng cũ. Rồi Zalo A cũng cho bạn set những cái lời chào khi mà khách hàng bấm vào quan tâm cái OA của bạn. Đó, ở đây mình bắt đầu vô đây thì mọi người đã hiểu OA là gì, thì mình sẽ sử dụng từ tắt nha. Mình nói tắt cho nó nhanh. Rồi tiếp theo đó chính là Zalo Shop. Zalo Shop chính là một phần nằm trong Zalo OA. Khi mà bạn đăng ký dạng Zalo OA cửa hàng thì chi tiết thì ở những cái bài học sau và tiếp theo mình sẽ cùng các bạn đi từng bước step by step để tạo ra một cái Zalo OA như thế nào, cách setup tất cả những thứ trên đó, cách tạo ra một cái Zalo Shop, cách up sản phẩm đó, tất cả mọi thứ thì mình và các bạn sẽ cùng làm để các bạn có thể cùng thực hiện theo mình. Thì sau khi kết thúc cái khóa học này, bạn cũng sẽ sở hữu cho mình một cái Zalo OA, sở hữu cho mình một cái Zalo Shop, biết cách setup, sắp xếp và vận hành nó như thế nào, và tiếp theo bạn sẽ biết cách chạy quảng cáo Zalo Ads như thế nào và chạy định dạng nào là hiệu quả và định dạng nào sử dụng trong trường hợp nào. Thì tiếp theo đó chính là quảng cáo Zalo, và hiện tại đây cũng chính là một nguồn thu rất lớn từ Zalo. Ở đây mình nói thì có thể anh em không tin, nhưng mà có rất nhiều người chạy ngân sách Zalo cực kỳ lớn. Hầu hết mọi người đều nghĩ Zalo chạy quảng cáo không hiệu quả, đúng không? Vì thực tế ngày xưa mình cũng vậy, ở tầm 25, 26, 27 thực tế là rất là ít anh em chạy quảng cáo Zalo. Bản thân mình là một người làm AC, chạy nhiều kênh đó, mình cũng thử chạy Zalo nhiều lần, mình thấy nó không có hiệu quả, nó bắt mình trả trước, rồi chạy không ra kết quả, không có traffic, rồi không thấy chuyển đổi đơn hàng, rồi mình cảm giác là cái thao tác của nó không có được logic, không được như thế nào ta, kiểu như là nó không có mượt, không nó tạo cái trải nghiệm người dùng không tốt, nên lúc đó, từ lúc đó mình cũng không xài, mình không thử nữa, không đét cho tới tận sau này. Thì khi mà mình được tiếp xúc với team Zalo và các anh chị làm ở Zalo, thì lúc đầu đó là mình bắt đầu dần nghe các anh chị chia sẻ, thì mình thay đổi một cái góc nhìn, bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu nghiên cứu, rồi bắt đầu làm, thực hiện, triển khai, rồi cũng được các anh chị hỗ trợ trở thành đối tác, partner cao cấp của Zalo để triển khai Zalo cho khách hàng, triển khai các công cụ và các gói dịch vụ của Zalo cho khách hàng. Đó. Các bạn nhìn đây, các bạn sẽ thấy tổng thể chúng ta sẽ có những kênh nào. Thứ nhất, Zalo app, mọi người có thể sử dụng chính các profile nick cá nhân của mọi người để bán hàng. Và tại sao mình có thể bán hàng được, và Zalo nó khác gì với profile Facebook ở thời điểm hiện tại, những cái ưu cái nhược lợi thế chúng ta sẽ nói ở bài học tiếp theo. Tiếp theo đó chính là Zalo OA. Các bạn có thể dùng để quản lý khách hàng, quản lý thông tin, quản lý bài viết, quản lý nội dung, rất là nhiều thứ. Ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn Zalo OA. Đây chính là cái Zalo OA. Ở đây là rất là nhiều cái OA của mình, giống như nhiều cái fanpage ấy. Thì mọi người sẽ thấy ở đây
đây chính là cái trang chủ, đây là cái project mà mình nói, mọi người có thể gửi quản lý lịch, đặt lịch, đó lịch sự gửi. Đây mọi người có thể chat, chat với những người đã bấm quan tâm nha. Một cái đặc biệt của Zalo OA mà mình sẽ nói ở cái video tiếp theo. Rồi quản lý bài viết video, rồi quản lý thống kê, người quan tâm tương tác bài viết MC. Rồi thông tin shop, tài khoản. Tiếp theo là Zalo Shop. Các bạn có thể mua quảng cáo từ Zalo, giống như lúc nãy mình nói mọi người là tại sao khi mọi người vào Zalo Shop lại có những cái shop được hiển thị ở lên đầu, có những cái banner được hiển thị trên đầu, thì thực tế những cái đơn vị đó đang mua quảng cáo trực tiếp từ Zalo có gói à, thì các bạn sẽ được hiển thị banner lên đầu, được shop của các bạn sẽ được hiển thị lên đầu à, hoặc là khi người ta tìm kiếm một keyword liên quan tới ngành hàng thì các bạn sẽ được hiển thị lên đầu à, tất cả được cái lý do cả, không phải tự nhiên các bạn được hiển thị lên đầu. Tiếp theo là nền tảng quảng cáo Zalo Ads, có rất là nhiều cái định dạng quảng cáo khác nhau hỗ trợ cho bạn thu hút cái khách hàng và bán hàng. Ok, thì video này, nội dung ở video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.